Phật Pháp ứng dụng. Xây dựng chùa Thiên Chánh, cùng kính thưa quý nam nữ Phật tử đang hiện diện trên pháp tòa là tường tòa giảng sư rất là nổi tiếng chúng ta, Đạo Hiệu Thích Phước Tiến, cho một tràng vỗ tay thật dài thật lớn ạ. Tường tòa Thạc sĩ Thích Phước Tiến hiện nay là ủy viên thường trực Ban Hoằng pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng ban văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì chùa Nhị Mỹ, tỉnh Vĩnh Long, là một vị giảng sư rất là nổi tiếng và được quý nam nữ Phật tử rất là yêu thích, không những ở trong nước cũng như ở nước ngoài. Kính bạch thượng tọa, được sự cho phép của các cấp giáo hội cũng như chính quyền địa phương, chùa Thiên Chánh chúng con long trọng tổ chức đại lễ đặt đá khởi công đài trùng tu, ngôi chánh điện, bảo tháp, giảng đường và tăng xá trong thời gian diễn ra là 9 ngày, từ ngày mùng 8 đến ngày 16 tháng 2 âm lịch. Và hôm nay là ngày đầu tiên cho chuỗi sự kiện 9 ngày tổ chức đại lễ đặt đá. Thường tòa đã đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức, quan lâm về đàn đạo tràng chúng con để chia sẻ với đại chúng một thời pháp thoại
vào giờ phút này. Một lần nữa xin được trân trọng giới thiệu Thượng tọa Giảng sư Thích Phước Tiên. Để bắt đầu cho buổi thuyết giảng tối hôm nay, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa và mời toàn thể đại chúng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung thỉnh an tọa và cung thỉnh thượng tọa bắt đầu cho buổi chia sẻ tối hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa thượng tọa trụ trì chùa Thiên Chánh, kính thưa toàn thể nam nữ Phật tử có mặt trong buổi pháp hội hôm nay, lời đầu tiên tôi thành kính tri ân thượng tọa trụ trì cũng như ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho chúng tôi có buổi tiếp chuyện và chia sẻ Phật pháp với toàn thể quý Phật tử hôm nay, và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả các vị tu hành tinh tấn, phước huệ trang nghiêm. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như chủ đề của pháp hội của chúng ta là pháp hội để mà trước khi chúng ta làm lễ đặt đá trùng tu chùa Thiên Chánh, đây là một sự kiện trọng đại đối với cá nhân của chùa Thiên Chánh cũng như Phật tử tại nơi này. Và đây là cái buổi nói chuyện đầu tiên mà trong chuỗi chương trình tổ chức là 9 ngày. Thì xem như tôi là người mở hàng, có phải không ạ? Tôi là người mở hàng. Sau khi qua Tết thì tôi cũng có duyên đi mở hàng nhiều nơi. Tôi mở hàng cho các chương trình tu học vừa rồi tại Hải Phòng cũng như Đà Nẵng. Còn nơi này đúng ra đó là thầy Quảng Tiến trụ trì đó, là thỉnh Hòa Thượng Trí Quảng của chúng ta về khai pháp hội đầu tiên cho chương trình 9 ngày mà lễ tổ chức đặt đá. Nhưng mà vì Hòa Thượng của chúng ta bận Phật sự cho nên có chỉ định cho tôi đến đây để cùng chia sẻ Phật pháp với các vị. Chứ đúng ra thì buổi tối hôm nay là buổi tối đầu tiên của Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Quảng của chúng ta, cho nên là tôi nghĩ cũng là đầy đủ nhân duyên đến đây để mở hàng tiếp tục. Mong rằng là chương trình mở hàng của chúng ta được tốt, và sau đó chùa Thiên Chánh sẽ sớm định hình hoàn chỉnh có mặt như trong bản vẽ mà đã thiết kế cho chúng ta xem. Mong rằng các Phật tử gần xa cùng ủng hộ chương trình và nối tiếp các bàn tay của chúng ta để mà góp phần công đức trùng tu cho chùa Thiên Chánh được sớm thành tựu viên mãn. Và cũng trên ý nghĩa đó, chúng tôi cùng chia sẻ với toàn thể Phật tử nơi này bài giảng với chủ đề là Chùa Việt Nam Hồn Dân Tộc. A Di Đà Phật. Xin thưa toàn thể các vị, đối với vấn đề Chùa Việt Nam thì không còn xa lạ với người đất Việt của chúng ta nữa. Bởi vì Đạo Phật du nhập vào Việt Nam từ những kỷ nguyên đầu Tây Lịch, và hình ảnh của ngôi chùa, hình ảnh tu sĩ trải qua hàng nghìn năm không còn gì xa lạ với chúng ta. Cho nên người ta mới lấy ngôi chùa làm biểu tượng văn hóa của người Việt chúng ta. Chúng ta nên nhớ, từ ngàn xưa những người con đất Việt của chúng ta đi đâu, ở đâu, chúng ta cũng nhớ những hình ảnh quê hương, mà trong đó ngôi chùa, cây đa, giếng nước là những văn hóa của người Việt chúng ta.
đó là trở thành những cái gì nó rất quen thuộc trong tâm khảm của mọi người. Tôi nhớ ngày xưa Nguyễn Bính có mấy câu: mai này tôi bỏ quê tôi, bỏ trăng bỏ gió, chao ôi bỏ chùa. Quê tôi có gió bốn mùa, có trăng giữa tháng, có chùa quanh năm. Chỉ có mấy câu như vậy thôi, chúng ta đã thấy được hai chữ chùa ở trong đó. Chính là chữ chùa được lặp đi lặp lại trong chỉ có mấy câu như vậy thôi. Như vậy thì chúng ta đã thấy rằng chùa là cái mà không thể thiếu trong đời sống sinh hoạt của người Phật tử từ ngàn xưa. Tức là người dân Việt nói chung, mà bây giờ chúng ta nói bằng một phạm vi giới hạn là người Phật tử. Chứ thật ra từ ngàn xưa đạo Phật đã hòa quyện với nền văn hóa dân tộc, đã trở thành những văn hóa của bản địa. Và chúng ta dựa vào quan điểm tư tưởng của Phật giáo trong các đời sống sinh hoạt của mọi người chúng ta. Các vị biết ngôi chùa có mặt đầu tiên trên đất nước Việt Nam là chùa Dâu. Chúng ta xem như là một ngôi chùa lịch sử, có từ kỷ nguyên đầu của Tây Lịch. Và nó nằm ở cái vùng miền Bắc, là ở Bắc Ninh. Và nó nằm trong cái vùng đó của một cái trung tâm Phật giáo đầu tiên của Việt Nam chúng ta, là trung tâm Ly Lâu. Và chùa Dâu này nó gắn liền với một cái sự kiện huyền thoại, đó là chuyện của bà Mang Nương, mà sau này người ta gọi là Phật Mẫu. Phật Mẫu là người ta nhắc đến cái câu chuyện của bà Mang Nương và một cái vị sư của người Ấn Độ, đó là Khâu Đà La. Và cũng từ nơi này để xuất phát ra các nhân vật đại diện cho thần thánh văn hóa của người Việt chúng ta là Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện. Đây là những cái vị Pháp, Pháp này đó là xuất phát từ câu chuyện huyền thoại của bà Mang Nương. Đó là xem như là khởi nguồn của tự viện Phật giáo Việt Nam chúng ta đã trải qua hàng mấy nghìn năm như thế. Như vậy thì chúng ta nhìn về mặt lịch sử, chúng ta đã thấy rằng những cái hình ảnh của ngôi chùa nó đã có mặt từ ban đầu. Rất có thể chúng ta không thể so sánh với những đất nước được mệnh danh chùa tháp như là Miến Điện, còn ở Thái Lan là chùa gì? Xứ sở chùa vàng. Như vậy thì những đất nước đó thì những cái công trình kiến trúc và chùa chiền bề thế hoành tráng hơn so với Việt Nam chúng ta, và thậm chí có thể nhiều hơn về số lượng. Nhưng mà đối với Việt Nam chúng ta, bằng sự khiêm tốn, nhưng mà những ngôi chùa đã có một bề dày lịch sử như thế, và cái số lượng chùa trên đất nước Việt Nam cũng không phải là ít lắm. Tạm thời nếu chúng ta làm trọn cái vai trò sứ mạng của một người cai quản trụ trì nơi đó, thì tạm thời cũng đáp ứng được nhu cầu tín ngưỡng của quần chúng trong khắp mọi miền đất nước của chúng ta. Cho nên chúng ta thấy rằng đối với văn hóa của Việt Nam thì vấn đề chùa chiền là cái không thể thiếu. Cho nên hình ảnh ngôi chùa, những gì nhà tu hay là quan niệm Phật giáo, nó nằm bàn bạc trong hết các cái án thơ văn hay là ca kịch cải lương, hay là các cái loại mà truyện này kia kia nọ, tiểu thuyết. Các vị thấy rất nhiều thơ văn đã đề cập đến chùa chiền của chúng ta. Các vị nhớ cái bài mà Hương Sơn Phong Cảnh đó, cái bài này của Chu Mạnh Trinh, trong đó ông nêu rất là nhiều cái quang cảnh và nhiều thứ nơi Hương Sơn đó, có thể là gọi là chùa Hương đó. Và đồng thời trong ba câu chót của ông có nói mà người Phật tử hay là những người tìm hiểu văn học của chúng ta đó từng được biết: lần tràng hạt niệm Nam Vô Phật, cửa từ bi công đức rộng vô biên, càng xem phong cảnh càng yêu. Như vậy cái câu cửa từ bi là cửa gì? Hả? Cửa từ bi là cửa chùa, đúng rồi. Cửa từ bi là cửa chùa. Đức Phật là mệnh danh là từ bi, là những đức tính đặc thù của Phật giáo. Cho nên đôi khi có những khi là người ta không có nhắc đến tên của Phật, mà ta nhắc đến đấng từ bi, thì chúng ta biết đó là ai không? Là ai? Là Đức Phật. Rồi nói cái cửa từ bi là ai? À, cửa chùa cũng là cửa Phật. Thì ở đây chúng ta thấy rằng hình ảnh chùa, hình ảnh Phật nó có nằm bàn bạc hết á. Và trong các cái bộ tiểu thuyết, như vậy, cái tiểu thuyết ngắn như là Hồn Bướm Mơ Tiên chẳng hạn, của nhóm Tự Lực Văn Đoàn,
cũng đã liên hệ đến cái hình ảnh của chùa, của Phật, của nhà sư, hay là những cái tiểu thuyết dài như là Bên Dòng Sông Trẹm chẳng hạn, cũng không thể thiếu những hình ảnh này. Có nghĩa là nó đã trở thành văn hóa của dân tộc rồi, là mạch sống của mọi người rồi, thì các vị thấy rằng người ta đều thể hiện và biểu hiện trong từng góc độ khác nhau, văn chương ca kịch đầy đủ trong các bài hát, mà đặc biệt nhất là bài hát gì? Lan và Điệp. Các vị biết từ thở còn là tuổi mà gọi là thiếu niên á, mà mình nghe những cái bài hát này, mà nhất là tới cái đoạn mà điệp khúc của bài hát nhạc mà Lan và Điệp á, nó có cái đoạn mà ngâm thơ á, ngâm nga đoạn giữa mà lúc điệp khúc đó là gì? Chùa xa gì? Chùa xa chuông đổ bay theo gió. Cái gì nữa? Chiều tan trường về Lan đón anh. Nè. Như vậy thì ngày xưa tôi nghe ngâm hai câu này bắt đầu vô cái điệp khúc là chuông đổ chùa xa, chiều tan trường về, điệp cùng Lan chung bước vậy đó. Các vị biết lúc đó tôi thẫn thờ. Nghe mấy cái đoạn này mình thẫn thờ ghê gớm. Mình mơ màng, mình thấy nó đẹp. Xin thưa, trong cái tuổi mà gọi là thiếu niên của mình là những cái tuổi mơ mộng, và những cái đoạn văn này nó làm cho con người chúng ta chấp giá nhiều ước mơ có thể là không thật, và đôi khi chúng ta cũng chưa diễn dịch và chưa hiểu hết ý nghĩa của các vấn đề mà được nêu trong những cái đoạn này. Những cái từ ngữ người ta dùng đôi khi bằng cái độ tuổi đó chúng ta chưa đủ cái kinh nghiệm, chưa đủ hiểu để giải thích các vấn đề, nhưng mà chúng ta nghe có cảm giác gì đó nó lâng lâng, nó lãng mạn, nó bay bổng, nó mất bình thường. À, như vậy thì ở đây người ta cũng nhắc đến chùa trong cả những cái đoạn mà nhạc như thế. Như vậy thì chúng ta thấy cái từ mà gọi là nhạc, hay là trong những cái nhạc ca kịch cải lương đồ dùng, là những cái từ chùa là không thể thiếu. Các vị thấy rằng khi chùa đã trở nên một cái hình ảnh quen thuộc trong mọi sinh hoạt của con người Việt Nam, thì phát triển chùa chiền là bổn phận của tu sĩ, hay là của những người Phật tử, hay những người có trách nhiệm để cùng duy trì và phát huy một nền văn hóa. Cho nên từ ban đầu, để mà tạo điều kiện cho chùa chiền được phát triển, thì dân gian chúng ta đã đúc kết lại thành câu mà chúng ta xem như là những cái câu ca dao tục ngữ mà người ta nêu là xây chùa, rồi gì nữa, tạo tượng, rồi gì nữa, đúc chuông. Trong ba việc ấy thì sao? Thập phương nên nên làm. Như vậy thì chúng ta thấy rằng từ cái giai đoạn bắt đầu hình thành và để phát triển, thì con người chúng ta sẽ tạo những điều kiện để chùa chiền phát triển bằng cách là vận động tinh thần của tất cả mọi người hướng về chùa chiền bằng cách xây chùa, tạo tượng, đúc chuông. Một việc làm rất có ý nghĩa để nhằm phát triển đạo pháp, cũng nhằm là duy trì nền tảng đạo đức. Và những cái hành động này đã được bảo vệ lâu dài và có tầm ảnh hưởng cho đời này và nhiều đời sau, mà các thế hệ vua chúa từ thời trước, hay là những người mà gọi là đại gia đó, những người giàu có trong thời trước, họ hay dành tiền để mà họ xây chùa, tạo tượng và đúc chuông. Họ nghĩ đó là việc công đức cho bản thân, cho chúng sinh trong nhiều đời. Đây là cái điều mà các quan niệm ngày xưa chúng ta đã từng duy trì và phát triển cho đến ngày hôm nay. Trong một giai đoạn phát triển như thế này, các chùa đa phần được trùng tu, có nghĩa là xây dựng lại, chứ không phải là xây dựng mới. Có thể là trong quá khứ chùa chiền tạm thời đã đủ để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của quần chúng, cho nên những ngôi chùa của chúng ta bây giờ đa phần là trùng tu, có nghĩa là có nền móng của ngôi chùa sẵn, bây giờ chúng ta làm mới lại đi chăng nữa thì gọi là trùng tu. Trùng tu nó không mang nghĩa là sửa chữa, sửa chữa cũng là trùng tu, mà xây dựng mới trên cái nền tảng của chùa vốn có cũng gọi là trùng tu. Còn cái xây dựng mới là vậy nè, là một nơi đất trống hoàn toàn, không có chùa, cũng chưa có nguồn gốc dính líu đến chùa, mà bây giờ chúng ta xây dựng, cái đó mới gọi là xây dựng mới. Còn cái nơi mà đã có chùa sẵn như thế này mà chúng ta cất mới lại theo một phong cách mới hoàn toàn, cho dù 100%, thì cái ngôi chùa đó vẫn gọi là trùng tu,
Bởi vì chùa này có dính líu đến nền tảng gốc gác của cái ngôi chùa ban đầu. Như vậy là chùa Thiên Chánh có thể xây dựng mới lại hoàn toàn 100%, nhưng vẫn là trùng tu. Bởi vì trước cái chùa Thiên Chánh mới này thì đã có chùa Thiên Chánh cũ trước kia rồi, dù nó là một hình thức khác. Như vậy thì trở lại vấn đề tôi muốn nói với các vị, cái chuyện mà xây dựng chùa chiền này kia kia nọ đó, trong thời gian qua phát triển rất là mạnh, và đồng thời nó cũng làm cho một số người có cái cảm giác là họ không thích và không vui về việc này. Cho nên có những người nói là bây giờ trong cái thời buổi này mà chùa chiền lo xây dựng quá, chùa cao Phật lớn, tu hành đâu cần này kia kia nọ. Có những lời qua tiếng lại như thế. Một ngôi chùa nào đó xây dựng có tầm cỡ hoành tráng thì đại đa số người ủng hộ hoan hỷ, nhưng mà cũng có một thiểu số nào đó có những cái quan niệm mà gọi là không thích, hoặc là phê bình, hoặc là có những cái lời không hay trong một cái việc đại sự như thế. Thì tôi cũng muốn chia sẻ với các vị sâu vào trong phần này một chút, để chúng ta thấy rằng giá trị và ý nghĩa của ngôi chùa như thế nào. Có những người người ta lập luận thế này: dân chúng còn nghèo sao không đem tiền đó đi làm cái việc từ thiện, đi bố thí, đi giúp người nghèo, mà đi làm những cái chuyện chùa chiền, trong khi đó chùa đó là cần chi mà cắt cho lớn thế này, cho hung thế thế. Chùa bình thường là cũng đã sinh hoạt được rồi, đâu có cần thế này thế kia. Rồi bên cạnh đó tôi thấy những công trình công cộng khi nêu ra thì cũng có một số người nói sao tiền này không đem cho người nghèo, đi làm những cái công trình này chi, công trình đó cũng để đó, như là một cái pho tượng hay là tảng đá, là cái đó như công trình nằm đó có ý nghĩa gì, để lấy tiền này làm từ thiện tốt hơn. Nghe thì dường như có lý, nhưng mà thật sự nếu hiểu biết thì người này hoàn toàn không hiểu biết gì cả. Nếu đem cái quan niệm đó để kiến thiết xã hội hay là quốc gia, đây là một quan niệm rất là sai lầm và kém cỏi. Tôi nói đây các vị thấy, nếu một đất nước đó tất cả mọi nguồn tiền, kinh tế, mọi thứ đem đầu tư cho tất cả những việc để từ thiện, thì ngàn năm đất nước đó không bao giờ ngóc đầu lên được, và quần chúng nghèo thì vẫn nghèo, và thậm chí đất nước đó đi đến chỗ mạt luôn. Các vị hiểu, những người lãnh đạo một quốc gia hay là những người lãnh đạo trong một ban ngành, cái đầu của họ không phải bình thường như chúng ta mà ngồi đó bấm bằng phím diễn dịch, hoặc là nói bằng những cái lời trà dư tửu hậu như thế. Các vị có thể đem bao nhiêu tiền bạc để có thể là thay đổi được đời sống nghèo của quần chúng? Không bao giờ làm chuyện đó được. Quốc gia nào cũng thế. Nhưng mà muốn giúp đỡ người nghèo thì phải phát triển đất nước, phát triển văn hóa, phát triển kinh tế, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển nhiều thứ, và bên cạnh đó mới có điều kiện để giúp đỡ những quần chúng nghèo khổ được bền bỉ và lâu dài. Còn ở đây bằng cách nghĩ thiển cận, cứ là hở ra làm bất cứ cái gì, cái nói sao không giúp người nghèo, mở ra cái giúp người nghèo, cái đó là từ thiện bằng cái miệng. Và những cái người nói như vậy họ đã từng giúp được gì cho ai? Tôi cảm giác rằng những người này nói chỉ để nói thôi. Cho nên cái người có ý tưởng giúp đỡ cho người nghèo không phải là dành hết tiền bạc đó cho người nghèo là gọi là giúp đỡ người nghèo. Các vị thấy, để gọi là phát triển một ngôi chùa cũng là góp phần giúp đỡ người nghèo mà chúng ta không hiểu. Chúng ta cứ nghĩ rằng dốc tiền để cho người nghèo mới là việc chính đáng. Xin thưa, nếu giúp đỡ người nghèo mà cơ sở hạ tầng không phát triển, kinh tế không phát triển, văn hóa không phát triển và nhiều thứ khác không phát triển, thì giúp người nghèo được bao lâu? Và đất nước nó đi vào chỗ nào? Cho nên ở đây, khi chúng ta thấy một ngôi chùa cất, chúng ta có nhiều cái nhìn khác nhau và cảm nhận khác nhau, nhưng chúng ta nên nhớ rằng để cất được một ngôi chùa mà nếu ngôi chùa đó hoạt động đúng nghĩa thì cái lợi ích rất là lớn. Chẳng những đem đến một người để giúp đỡ cho người nghèo mà có thể nơi hội tụ cả hàng nghìn người để chung tay giúp đỡ người nghèo nữa. Và chẳng những làm việc đó mà còn tạo điều kiện để giáo hóa cho tất cả mọi người bằng cách là thoát khỏi những cái gọi là đời sống thiếu đạo đức hay là nhiều tệ nạn khác
để họ có được hạnh phúc, an lạc dài lâu và chính họ cứu nghèo cho bản thân mình. Xin thưa các vị, có những người rơi vào khốn khó không phải là từ khốn khó mà do ăn chơi hoặc là do những đời sống thiếu đạo đức mà dẫn đến khốn khó. Các vị thấy rằng mỗi một năm tính cái tiền mà xây chùa, tôi nói thật chứ các vị, tiền để xây chùa chưa bằng một phần ngàn tiền của tác tệ nạn. Tiền vào bài bạc, tiền vào ma túy, tiền vào rượu chè, tiền vào nhiều thứ ăn chơi. Cái này gấp đi hàng ngàn lần so với những gì chúng ta đóng góp cho cái chuyện mà gọi là phát triển chùa chiền hay là nơi tâm linh hay là đạo đức. Trong khi đó, tất cả những tiền thuộc về tệ nạn là buông ra bao nhiêu là tiêu bấy nhiêu. Và chẳng những tiêu tiền đó mà còn lôi hàng triệu người khác lâm vào hoàn cảnh nghèo túng và khổ đau. Trong khi tiền xây chùa là một cái tiền định hình vững chắc cho nền tảng đạo đức và góp phần phát triển mọi mặt dài lâu cho bàn dân thiên hạ hay là cho quần chúng của một vùng, để hạn chế tệ nạn xã hội, để con người sống có trách nhiệm hơn, có ý nghĩa, có đạo đức hơn. Nhưng cái này chúng ta lại vô tình không suy nghĩ tới. Tiếp theo nữa là một đất nước mà phát triển về kinh tế mà văn hóa đạo đức không được phát triển thì đất nước đó không thể nào ổn định. Tôi nói trong một phạm vi nhỏ thôi. Nếu gia đình các vị ăn hên làm ra, các vị may mắn có một lý do gì đó, các vị có cuộc sống dư dả, nhưng mà con cái các vị không được giáo dục đạo đức, và những đứa con này là chỉ chấu vào cái quyền lợi của tiền bạc mà không có đạo đức, không có nghĩa tình, không anh em, không cha mẹ, không thân bằng quyến thuộc, các vị nghĩ sao về việc mà gọi là giàu có đó? Như vậy thì tôi muốn nói với các vị rằng, ở trong gia đình nếu phát triển về kinh tế mà quên đi cái giáo dục và phát triển về đạo đức trong một gia đình thôi, thì các vị sẽ thấy rằng những cái đồng tiền hay là sự sản của chúng ta trở thành hậu quả khôn lường cho các thành viên trong một gia đình đó. Có những gia đình chỉ vì chia chác, có sự chênh lệch một chút thôi, người ta đã chém giết và hãm hại nhau. Có những gia đình chỉ cần chia của gì đó hoặc là chưa chia thôi, người này tham nghĩ thế này, người kia nghĩ thế kia, mà cuối cùng có thể hãm hại nhau. Trong một gia đình chỉ cần một hoặc hai người thiếu đạo đức thì nó đã làm tan nát trong các mối quan hệ, và tiền bạc đó cũng tan nát rồi. Còn nếu tất cả những thành viên không được dạy dỗ, giáo dục, động viên về đạo đức này thì mọi người sẽ không thể nào sống nổi với sự phát triển của gia đình. Như vậy thì các vị thấy rằng trong một gia đình là phạm vi được thu hẹp của xã hội. Thì bây giờ chúng ta nhìn ra trong một xã hội, nếu xã hội chúng ta chỉ phát triển về mặt đua đòi về kinh tế và cái lối sống của chúng ta không được giáo dục đạo đức kỹ càng, chùa chiền lãng quên, đạo đức lãng quên, chúng ta có được hạnh phúc giữa xã hội này không? Chúng ta có thể ăn hưởng được hạnh phúc với những đồng tiền chúng ta có không? Chúng ta nên nhớ, nếu không có đạo đức thì chúng ta không thể hạnh phúc để hưởng nhàn trên đời sống kinh tế mà nếu chúng ta may mắn có được. Chùa chiền đạo đức phát triển là cái nhiệm vụ này không riêng của mấy ông thầy, cũng không riêng của một người Phật tử, mà cái này là dường như nhiệm vụ của toàn dân để cùng góp phần mà xây dựng phát triển đạo đức. Bởi vì có đạo đức chúng ta mới có hạnh phúc, có đạo đức mới giảm thiểu các tệ nạn, mới giảm thiểu được những điều bất hạnh nơi mỗi gia đình. Cho nên chúng ta thấy rằng một bề dày lịch sử đạo Phật phát triển trên đất nước Việt Nam đã góp phần không nhỏ cho nền tảng đạo đức của dân tộc Việt. Tôi nhớ có những câu ca dao tục ngữ như thế này: dân tộc ta có 4.000 năm lịch sử, từ Đinh Lê Lý cho đến Trần Lê, dân ta giữ đạo Bồ Đề, nửa tu chân chính, nửa tề quốc gia. Các vị thấy rằng những cái câu này nó trở thành những cái câu ca dao mà từ ngàn xưa. Cái gì ca dao là thuộc về cổ xưa lắm nha các vị. Ca dao tục ngữ là nó thuộc về một loại văn học truyền khẩu, một loại văn học rất đặc biệt của Việt Nam chúng ta. Mà vào cái thở mà chúng ta chưa có chữ viết,
người dân của chúng ta truyền miệng lại với nhau bằng những cái câu như thế. Ở đây chúng ta tự hào về dân tộc, lịch sử, và chúng ta cảm thấy rằng gắn liền với dân tộc lịch sử đó thì những người làm vua trong những cái giai đoạn phong kiến cũng dựa vào đạo đức của Phật giáo để kiến thiết và xây dựng đất nước. Và trong đó chúng ta nên nhớ đặc biệt nhất là những giai đoạn thịnh trị của Phật giáo Việt Nam nói riêng hay là của dân tộc Việt nói chung, đó là cái giai đoạn Đinh Lê Lý Trần là những giai đoạn thịnh trị nhất. Và các vị biết rằng triều đại của mỗi Đinh hay Lê hay Lý Trần xem như các triều đại trước, triều đại này kéo dài nhất. Đời Trần kéo dài khoảng mấy trăm năm, cũng từ những con người có biết học, biết tu và hiểu được đạo lý. Cho nên cái thời Trần đó không có cái cách làm mà gọi là chém giết nhau để mà lên ngôi. Một số triều đại của Việt Nam chúng ta nói riêng thôi, chúng ta thấy rằng anh em trong một dòng tộc có thể hãm hại nhau để mà gì giành ngôi, vì tham ngôi vị thôi. Còn như vậy trong cái thời gian mà Phật giáo ngự trị thì những cái vị vua là những người có tu hành, dạy con cũng nền tảng đạo đức, chăn dân trị nước cũng bằng đạo đức. Cho nên các vị thấy những cái người trong hoàng thân quốc thích là không có ý niệm hãm hại nhau để xoán đoạt ngôi vị. Nên nhớ là như vậy. Cho dù trong cuộc sống của hoàng cung rất là phức tạp, như vậy đạo Phật gắn liền với mọi sinh hoạt văn hóa của chúng ta nhiều thứ. Tôi nhớ thi sĩ Huyền Không có mấy câu thơ như thế này: chuông vẳng đâu đây cảnh lạ lùng, ra đi ai cũng nhớ chùa chung, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông. Như vậy chúng ta thấy rằng thi sĩ Huyền Không đã nói lên được ý nghĩa văn hóa và giá trị của đạo Phật hay là của ngôi chùa. Ngôi chùa trở thành biểu tượng tâm linh và ngôi chùa trở thành cái điểm chung cho mọi người dân về sinh hoạt. Nếu chúng ta là những người sống trong giai đoạn xưa, chúng ta thấy dường như cả cuộc đời của chúng ta gắn liền với chùa chiền rất là nhiều. Chứ không phải là chúng ta lặng lẽ hay là làm ngơ hay là quay lưng lại với chùa chiền như một số thành phần trong giai đoạn vừa qua đâu. Trong cái giai đoạn mà Phật giáo trở thành độc tôn ở trên đất nước Việt Nam thì các vị thấy rằng chùa chiền là một cái nơi sinh hoạt trong mọi lúc mọi nơi của mọi người. Chùa chiền cũng là cái nơi trường lớp để dạy chữ nghĩa, văn hóa, đạo đức cho mọi người. Các vị biết rằng Lý Công Uẩn được lên ngôi là cái người được các nhà sư dạy dỗ đó. Cho nên chùa chiền ngày xưa cũng trở thành nơi dạy chữ cho mọi người. Cho nên có cái từ thầy chùa được ra đời từ đó. Ví dụ các vị đi học ở trường, thầy cô giáo dạy người ta gọi là thầy cô giáo hay là giáo viên. Nhưng mà ở chùa dạy người ta gọi là thầy chùa. Ngày xưa ta gọi từ thầy chùa là để tôn trọng những cái người như thầy giáo bây giờ vậy đó. Nhưng mà không hiểu là lý do gì, do cái giai đoạn chúng ta thay đổi cách gì mà cái từ thầy chùa giờ nói ra mang nghĩa miệt thị. Mà miễn nói là thầy chùa là có nghĩa là cái ý xấu người ta mới dùng chữ thầy chùa. Thì ngày xưa đó, chữ thầy chùa là ý tốt. Nhưng bây giờ không biết biến cách sao trở thành từ đó nó lại là không được thanh bay, tôi không hiểu. Nó biến cái cách gì đã qua thời gian nó như thế. Cũng giống như tôi xin lỗi các vị, cái từ Bắc Kỳ xấu hay tốt? Thật với các vị, trong đất nước chúng ta chia làm ba miền: Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ. Cái từ đó là cái từ gọi là địa lý, chứ không có gì cả. Ví dụ Nam Kỳ thì ở miền Nam ta dùng cái từ Nam Kỳ, dùng đó địa lý đất cát. Miền Trung ta dùng gì? Trung Kỳ. Miền Bắc ta dùng Bắc Kỳ. Thì ở đây người ta chia ra làm các cái vùng miền danh xưng địa lý vậy thôi, cho có tên gọi, cho có từng phạm vi một, cho nó rõ ràng vậy thôi. Nhưng mà tôi không hiểu cái lý do gì sau này khi mà nói đến cái từ mà Nam Kỳ thì không ai buồn, Trung Kỳ cũng không có người buồn, nhưng mà nói Bắc Kỳ có người buồn à. Như vậy tôi nghĩ từ ban đầu cái từ ngữ này nó không có ý gì gọi là xấu hết á. Nhưng mà không biết lý do gì, cái này cần phải tìm hiểu lại. Tôi cũng phải thưa hỏi lại những người trước, hay là các nhà sử học hay là xã hội học, để hiểu thêm tại sao nó lại như vậy. Rồi tôi cũng đi hỏi các bậc tôn túc và tìm hiểu lại coi tại sao bây giờ nói đến thầy chùa thì nghe ngại à.
những cái từ ngữ này nó phải có lý do. Cho nên tôi nghĩ rằng từ thở ban đầu những từ ngữ này nó không có ý nghĩa tiêu cực, nhưng mà có vấn đề gì đó, cho nên là một vài ý nghĩa tiêu cực được lồng ghép vào. Cho nên tôi có nói chuyện trong một cái bài giảng tại Mỹ là ở Las Vegas đó, tôi có chia sẻ là cuộc sống hôm nay thiếu gì đó. Tôi có nói một cái phần về vấn đề này. Tôi nói là những cái từ ví dụ như sở khanh, từ sở khanh trong truyện Kiều á, tôi nghĩ cái từ sở khanh không phải là từ xấu. Ban đầu cha mẹ của sở khanh đặt tên cho cái nhân vật đó đó, tôi nghĩ rằng hy vọng dữ lắm về con mình. Bởi vì các vị biết rằng trong các cái tước hầu là có công hầu khanh tước. Cho nên đặt là sở khanh có nghĩa là mang cái nghĩa là cũng mong mỏi rằng con mình á là mai này trở thành một trong những người trong công hầu khanh tước để rạng danh cho dòng họ Sở của chúng ta. Cái ý là như vậy. Nhưng mà do sở khanh làm cái gì đó nên sau này nghe nhắc đến sở khanh là nghe chuyện xấu à. Bây giờ á, ai mà làm cái chuyện mà giống như vậy, cái ta nói mày sở khanh quá, có nghĩa là mày lừa gái á à. Cái ý là như vậy. Cho nên cái từ sở khanh ban đầu không xấu, nhưng mà do một vài hành động của một cá nhân nào đó đã làm ảnh hưởng đến cái từ chung này. Tôi nghĩ là như thế. Trở lại vấn đề của chúng ta. Như vậy, chùa chiền hay là mọi thứ, cuộc đời của mỗi con người chúng ta dường như gắn liền với sinh hoạt này. Đối với ngày xưa thì dường như cả cuộc đời. Còn đối với tôi cảm thấy rằng bản thân tôi cũng dính liền với chùa từ thời bé. Một số người của gia đình có truyền thống Phật giáo chúng ta cũng thấy điều này. Từ khi hồi nhỏ chúng ta mang thai, chúng ta được ông bà cha mẹ làm gì? Hả? Đi chùa cầu nguyện, thấy không? Ví dụ như tôi đó, tôi còn ở trong bụng mẹ đi, thì cha mẹ người thân của chúng tôi làm gì? Đi chùa cầu nguyện, cầu cho mai này sinh ra được mẹ tròn con vuông, có phải không? Như vậy thì từ thở tôi ở trong bào thai mẹ, tôi đã được những người thân đến chùa cầu nguyện cho tôi được bình an để chào đời. Vậy thì những người Phật tử chúng ta có một cái hoàn cảnh giống như vậy, thì từ hồi con cái chúng ta trong bụng, chúng ta cũng hướng về Phật, chúng ta cũng đi chùa, chúng ta cầu nguyện. Cũng giống như hôm Tết này, có một cô đó, cô gặp tôi, cô chỉ để là cúng dường thôi. Tôi hỏi cô cúng dường việc gì? Cô nói là lúc con có mang thai con bé này, cô chỉ đứa bé có chừng tháng à, con có nguyện là để mẹ tròn con vuông rồi con sẽ đi đến chùa, các chùa con tạ lễ. Thì bây giờ á, mẹ con ra đời á, được bình an rồi, cho nên bây giờ con trở về chùa, con cúng dường để mà con giống như là con trả lễ cho lời nguyện của con. Mặc dầu xuất phát từ tín ngưỡng, nhưng mà chúng ta thấy những cái niềm tin đó nó sẽ giúp cho người mẹ có cái động lực trong cái việc bảo vệ bào thai và hoàn thiện cái vai trò trách nhiệm của một người mẹ đối với bào thai một cách tốt đẹp hơn. Như vậy thì từ thở nhỏ chúng ta đã gắn liền với chùa rồi. Rồi bây giờ sau khi chúng ta sinh ra, chúng ta lớn lên chút, 2-3 tuổi, thì cha mẹ chúng ta có dắt đến chùa không? Có dắt đến chùa. Ngày xưa có cái chuyện vậy nữa, đi ký gửi các chùa, nhất là những người mà khó nuôi á, thì đem cho hòa thượng, đem cho sư ông. À, sư ông à, con á, gửi thằng A, thằng B, hay là gửi con B, con C này nè, cho sư ông nghe, cho hòa thượng, hay cho thầy nghe, thầy nuôi nó giùm con, gửi cái miệng thôi chứ mình nuôi à, mình nuôi nhưng mà gửi cái miệng. Và gửi vậy cái tự nhiên con cái mình sao về dễ nuôi, nó được bình an khỏe mạnh, ít bệnh tật. Tự nhiên nó là như vậy. Thì từ nhỏ bắt đầu chúng ta đã gần gũi với chùa rồi, thì cha mẹ mới nói à, con à, à mai này á, mẹ đã gửi hay là cha đã gửi con á, cho sư ông đó nha, cho hòa thượng nọ nha, con xem như là con của hòa thượng đó hay là sư ông nọ, vân vân. Từ bé đã là như vậy rồi. Rồi mai này nếu mà chúng ta lớn lên, có những lúc chúng ta bệnh tật, cha mẹ chúng ta ngoài chạy thầy thuốc thì còn làm gì? Đi đến chùa cầu nguyện cho con được bình an. Cái điều này đối với một Phật tử ở Việt Nam này dường như là cả đời chúng ta gắn liền với chùa. Rồi từ thở bé chúng ta đi chơi, thường thường chúng ta biết chơi đâu, chúng ta hay tập tụ về chùa. Có những khi về chơi, mà có những khi về khóa à, có những khi về ăn trộm à, những đứa nhỏ ăn cắp đồ chùa. Ăn cắp cái gì? Ăn cắp chuối, ăn cắp xôi đồ, ăn cắp trái cây đồ à, đi phá đám chùa. Mà nghĩa là con nít quậy vậy thôi, nhưng mà chúng ta vẫn bám chùa.
bị sư ông nọ rầy, bị hòa thượng kia la, con đừng như vậy, rầy, con ăn cắp thế kia. Nhưng mà nói chung rầy thì ngay đó thôi, còn bữa khác cũng quay về chùa chơi tiếp. Chứ không chơi chùa chơi đâu. Thì ở đây chúng ta thấy gì? Từ nhỏ chúng ta đã gắn liền với những cái sinh hoạt ở chùa. Dường như cái chùa nó là cái gì đó quen trong mắt của chúng ta rồi. Cho nên cái chữ mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tông chính xác luôn. Phải nói là như vậy. Bao nhiêu cái hồn thiên sông núi, bao nhiêu tập tục văn hóa đều được kết tinh nơi chùa, xuất phát từ nơi đó để chúng ta sống và lớn lên, nương tựa từ thể xác đến tinh thần của chúng ta. Cho nên ngôi chùa rất là quan trọng. Nếu ngôi chùa đó hoạt động đúng nghĩa thì chúng ta thấy rằng cái giá trị của nó đối với mọi người rất là lớn, chứ không phải là đơn giản như bây giờ chúng ta cảm thấy bình thường đâu. Một số người cảm thấy bình thường là đôi khi cái cuộc sống do nhiều lý do đã tạo cái khoảng cách giữa họ và chùa, và đôi khi có một vài vấn đề tiêu cực đã làm cho họ mất tín tâm nơi đạo pháp, rồi họ có suy nghĩ tiêu cực. Chứ thật ra cái nghĩa gốc không thể nào tiêu cực. Ở miền Bắc người ta có câu là trẻ thì vui nhà, già vui chùa. Người ta cũng cảm thấy rằng bây giờ tuổi già cũng cần gắn liền với chùa. Mặc dầu biến cố lịch sử đã tạo cho người ta có một khoảng cách rất lớn với chùa chiền một thời, nhưng người ta vẫn còn duy trì những quan điểm này. Có thể là xong tất cả những cái trách dù những công việc rồi, người ta cũng quay về với chùa để nương tựa chùa. Như vậy thì các vị thấy những cái vị mà vua quan ngày xưa như là Trần Thái Tông hay là Trần Nhân Tông chẳng hạn, các vị biết rằng Trần Thái Tông là người mà khởi nghiệp cho nhà Trần. Mà sau khi xong vai trò của một người mà đứng đầu một đất nước thì rồi cuối cùng ngài cũng tìm nơi để quy ẩn để tu hành, nhưng mà vì không trọn thôi, không trọn do nhiều lý do về chính trị. Nhưng mà tới Trần Nhân Tông thì trọn đó. Sau khi đánh tan giặc Mông Nguyên rồi thì Trần Nhân Tông lúc đó chỉ có mới 35 tuổi thôi, đã nhường quyền lại cho con và lên làm Thái Thượng Hoàng và xuất gia tu hành và trở thành cái vị tổ sáng lập thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, một trong những dòng thiền đặc biệt của Việt Nam. Như vậy thì các vị thấy các vị vua chúa ngày xưa cũng xong việc nước bổn phận, cũng trở về với con đường tu hành, cũng nương tựa am tranh, cũng nương tựa mái chùa để sống một đời sống thanh nhàn, giải thoát, đạo đức. Vậy thì các vị thấy rằng cái hình ảnh chùa và đời sống theo Phật rất là quan trọng với người dân Việt chúng ta. Trong thời cận và hiện đại này, các vị thấy có một vị tướng mà các vị từng ngưỡng mộ. Đó là ai? Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hãy nói là một trong những vị mà danh tướng Việt Nam trong thời cận và hiện đại, đã là trở thành người lừng danh trong hai cuộc chiến chống Pháp và Mỹ. Nhưng mà xong vai trò của một người đối với non sông, đối với đất nước rồi, ngài quy ẩn trở về điền viên để mà gọi là sống cuộc đời thanh nhàn và tu theo Phật, mà ngài chọn con đường là tu thiền. Ở đây các vị đọc các cái sử liệu liên quan đến đại tướng, các vị cũng thấy rất rõ một con người sau khi hoàn thành cái nhiệm vụ lớn đối với đất nước thì ngài sống cho chính mình bằng đời sống tu hành theo Phật Pháp. Vậy thì dường như cái đời sống tâm linh này nó đã ăn sâu vào tim huyết của mọi con người Việt chúng ta. Một con người thật sự trên đất nước Việt thì phải có tâm hồn như thế. Cho nên có một lần tôi đi giảng ở Mỏ Cày Bến Tre thì có một số người họ chưa hiểu về Phật Pháp, cho nên là có những cái cũng trở ngại cho việc mà trao đổi Phật Pháp với ở nơi vùng đó. Nhưng mà trong cái buổi giảng bữa đó tôi chia sẻ với Phật tử tại cái vùng Mỏ Cày Bến Tre, tôi có nói một câu. Tôi nói bất cứ một ai trên đất nước Việt Nam này mà nói tôi không tin gì cả thì người đó không phải là công dân đất Việt. Tôi có nói rất rõ trong bài giảng này. Tôi nói nếu bất cứ một ai trên đất nước Việt Nam mà nói tôi không tin gì cả thì người đó không phải là công dân đất Việt. Người đó là một người ở nước nào á, một người Colombia hay là một người châu Phi hay là một người ngoài hành tinh hay một người nào đó, chứ không phải là người Việt Nam. Bởi vì sao tôi nói vậy? Bởi vì người Việt Nam có thể chúng ta nói vội vàng một cách là
tôi có thể tin và không tin về tôn giáo, nhưng mà không được dùng từ tôi không tin gì cả. Bởi vì đất nước Việt Nam hàng nghìn năm, tín ngưỡng là nền văn hóa của dân tộc. Hàng nghìn năm chúng ta đã phát triển trên nền tín ngưỡng, với nhiều loại tín ngưỡng khác nhau trên đất nước này. Chúng ta không thể nào nói một cách để mà quay lưng lại với nền văn hóa như vậy. Nói một câu như vậy rất là phản nghịch với văn hóa Việt Nam, rất là lệch lạc, chưa phù hợp. Chính cái lời chia sẻ này đã làm cho mọi người hiểu hơn được rằng là chúng ta không hiểu chữ niềm tin mang cái nghĩa là mình nhắc đến niềm tin hay là ta nghĩ đến tinh thần thánh hay là mê tín gì đó. Những cái từ ngữ này bị hiểu một cách rất là tiêu cực, trong khi tín ngưỡng là nền tảng của văn hóa dân tộc chúng ta. Cho nên chúng ta cần để ý có một số cái cách nghĩ của chúng ta chưa được phù hợp lắm. Trở lại vấn đề, như vậy là cả một cái đời sống đa phần của con người Việt chúng ta đã gắn liền với chùa chiền, với quan điểm của Phật Pháp. Nó đã in sâu vào trong tim, trong máu của tất cả mọi người, từ khi sống cho đến cả khi chết. Ở đây, từ bé chúng ta đã gắn liền với những sinh hoạt của chùa chiền của Phật Pháp. Rồi già chúng ta lại có hướng về Phật Pháp để tu hành. Rồi sau khi chết chúng ta gửi hồn vào đâu? Gửi vào đâu? Người Phật tử thì chúng ta gửi vào vào chùa. Có những người không là Phật tử cũng gửi vào chùa nữa. Không vô chùa biết đi đâu. Ở đây cái chùa trở thành chỗ dựa tinh thần cho chúng ta từ lúc sống đến khi chết. Cho nên ở trong chùa là có cái cách gọi là tiếp dẫn hương linh hay là quan niệm về linh hồn này kia đó. Có thể những từ ngữ này không phản ánh đúng nghĩa của Phật giáo, nhưng mà các giới bình dân của chúng ta hiểu về đạo Phật như vậy rồi. Tức là cái hiểu rất bình dân là người ta nói là dương sao thì âm vậy. Có nghĩa là chúng ta đó, chúng ta sống làm sao rồi giờ thì chúng ta chết cũng vậy. Cho nên má ngày xưa má đi chùa Thiên Chánh nha, thì sau khi má chết rồi cũng phải gán này kia rước thầy chủ trì Thiên Chánh về để đi đám cho má nha. Rồi sau khi thiêu hay là hoặc là không thiêu, sợ nóng quá không thiêu thì di chôn đi. Rồi chôn rồi đó, rồi á đem hình vô chùa Thiên Chánh thờ cho má nha. Ngày xưa má quy ở đó vậy vậy, có phải không? Khi sống thì á người ta gắn liền với chùa, khi chết người ta cũng nghĩ nương về cửa Phật. Thì ở đây chùa đã trở thành cái trách nhiệm rất lớn với mọi con người từ khi sống đến khi chết. Cho nên các vị thấy ở trong chùa mỗi khi mà phục nguyện á thì có cái nguyện mà tới kỳ quốc thới dân an cho mọi người an lạc, rồi tới kỳ siêu thì kỳ sao? Kỳ siêu nguyện cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn thập loại cô hồn được mà siêu sanh tịnh độ, có phải không? Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái từ ngữ ở trong đó có câu là chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Cái này rất là từ bi. Cái câu mà chiến sĩ trận vong chúng ta phải hiểu là nói đến những người lính mà chết là Việt Cộng hay là Cộng Hòa gì đó. Tất cả họ đều là những người lính. Họ là nạn nhân của cuộc chiến. Họ không có thù ghét nhau. Nhưng mà vì trong một cái quan điểm khác nhau để chúng ta có thể quay mặt lại, chúng ta có thể là bắn nhau, giết nhau. Cho nên những người đó trên nguyên tắc họ không có hận thù. Họ là nạn nhân, cho nên đối với chùa thì không có là phân chia như vậy. Xem là nạn nhân đau khổ, họ bị chết trận thì cần phải chia sẻ bằng tinh thần. Cho nên các chùa từ cái thời xưa là hay là nguyện cho chiến sĩ trận vong đồng bào tử nạn. Cái câu này nó dính liền với chiến tranh Việt Nam, là những người lính đã chết trận bằng lý do này, bằng lý do khác. Rồi những người bị tai bay quả gửi, lạc bom lạc đạn, người ta cũng có thể chết. Cho nên nhà chùa ngày xưa mỗi khi làm lễ kỳ siêu là kỳ chung hết là như vậy. Cho nên có những người cứ thắc mắc rằng à tại sao Phật giáo thế này thế kia, là do người ta không hiểu. Phật giáo không mang cái nghĩa vì cá nhân đâu, mà vì đại thể, vì chúng sinh đau khổ, làm tròn trách nhiệm và sứ mạng của một đạo từ bi giữa cuộc đời, làm cái chỗ nương tựa tinh thần cho tất cả những chúng sinh khổ đau. Như vậy ai là chúng sinh, ai là khổ đau thì đều nương tựa, và Phật giáo đều có trách nhiệm hết.
Cho nên tôi mới phân tích một cái bài thơ mà trong cái bài giảng mà tôi giảng là đừng gieo rắc hận thù, tôi có nói đó. Trong cái bài giảng đó tôi nói là ngày xưa có một số những thầy tu cởi áo cà sa để khoác chiến bào. Thì trong đó có một bài thơ là cởi áo cà sa khoác chiến bào, tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, ra đi để rửa thù cho nước, vì nghĩa dông thân hiến máu đào. Bốn câu này tôi đã nghe từ rất lâu, nhưng mà khi mình học Phật mình hiểu được. Tôi chấp nhận ba câu, nhưng mà một câu tôi không chấp nhận. Đối với quan điểm đạo Phật là chưa phù hợp. Cái câu cởi áo cà sa phát chiến bào hợp lý không? Hợp lý. Nếu một khi mà đất nước lâm nguy, chúng sinh cần, chúng ta có thể từ bỏ vai trò này để làm một vai trò khác, để vì lợi ích cho cộng đồng, cho chúng sinh, cho quốc gia. Cái nghĩa này đối với Phật giáo không bị cứng nhắc bởi một cái hình thức là áo cà sa. Cho nên cởi áo cà sa khoác chiến bào đối với một số vị thầy ngày xưa là từ bỏ cái việc ở chùa để mà đi làm cái nhiệm vụ nghĩa lớn. Cái việc này bình thường, hợp lý. Tuốt gươm bồng súng diệt thương đau, hợp lý không? Hợp lý. Cái nghĩa rõ ràng rồi, nghĩa tiếng Việt trong có nghĩa cái nghĩa chữ Hán vậy đó. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rất rõ ràng. Nhưng mà ra đi để rửa thù cho nước, câu này tôi không chấp nhận. Nhưng mà vì nghĩa dông thân hiến máu đào, hợp lý không? Hợp lý. Đối với người tu, nếu vì lợi ích cho chúng sinh, vì nghĩa lớn, có thể quên thân mình, như Bồ Tát Thích Quảng Đức thiêu thân vì đạo, thiêu thân vì hòa bình của đất nước Việt Nam. Rất nhiều các vị mà tu hành trong thời điểm đó đã hy sinh vì nghĩa lớn cho quốc gia, cho đạo pháp. Cái này không hiếm. Nhưng mà cái câu ra đi để rửa thù cho nước, cái người tu làm việc nghĩa nhưng mà họ xuất phát từ hận thù. Người tu không xuất phát từ hận thù. Các vị đọc hết những cái trang mà viết của Hòa Thượng Thích Quảng Đức để lại đi, các vị có thấy rằng một câu nào ở trong đó Hòa Thượng hận thù một cái chế độ bạo tàn hay là độc tài vào thời đó hay không? Hòa Thượng không có. Nhưng mà Hòa Thượng muốn kêu gọi cái gia đình của họ Ngô giác ngộ để mà làm được điều gì đó, để bớt khổ cho dân, cho nước. Những lời kêu rất là thiết tha, nhưng mà chưa bao giờ nói mang cái nghĩa một từ thù hận gì trong đó. Cho nên ra đi để rửa thù cho nước thì đối với người không phải là nhà tu Phật giáo thì nói đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu mà người Phật giáo thấm đượm đạo lý từ bi thì vì diệt nghĩa, hy sinh vì đạo lớn, nhưng không xuất phát từ hận thù. Cho nên tôi mới thấy rằng, ở trong Phật giáo của chúng ta, khi mà có những cái bài phục nguyện như vậy, nó rất là thấm đượm về đạo lý từ bi. Một cái tình thương không biên giới, một cái tình thương không phân biệt, một cái đạo lý mà chỉ vì nước, vì dân, vì chúng sinh, vì lợi ích cho cộng đồng, quá rõ ràng. Quan điểm này đối với tôi, theo người học Phật là tôi nghĩ như vậy. Cho nên dù giai đoạn nào thì nhà chùa vẫn có một cái nghĩa riêng của nó. Ngày xưa các vị thấy rằng thời chiến tranh, người ta có thể phá hại nơi này nơi kia, nhưng rất có thể là chùa là người ta không dám phá hại. Tôi phải nói là như vậy. Ngày xưa mà quần chúng mà đi tu vào thời điểm đó đó, người ta gọi là đi trốn lính đó, là nó cũng có cái nghĩa này. Có nghĩa là bắt quân dịch ở đâu bắt, nhưng mà không có dám vô chùa. Thấy mà cạo đầu mặc áo cà sa rồi đó thì người ta không có bắt quân dịch, xem như miễn. Cho nên những người mà gọi là sợ đi lính là sợ bắt quân dịch đó, thì những người đó là họ vô chùa, họ xin đi tu. Cho nên thời điểm mà chiến tranh tu sĩ đông lắm, chứ không phải như bây giờ. Bây giờ muốn đi tu hơi bị khó đó. Chứ ngày đó sợ chết quá, cho nên thanh niên ngày đó là sợ chết cho nên đi tu. Tổ đình Phước Hậu mà tôi xuất gia đó các vị biết không, 500 thầy tu. Còn cái chùa Nhị Mỹ mà sau này tôi cất lại rồi, mà cái chùa cũ dáng gòn lợp ton lợp lá đó, nhỏ như vậy đó, nó bằng khoảnh vuông của các vị ngồi đây phía trước này với khán đài thôi, bị lớn đó đó, chứa 50 thầy. Thời điểm đó sao mà ta giác ngộ ghê vậy không hiểu. Đi tu nhiều như thế. Nhưng mà sau khi mà gọi là hòa bình lập lại rồi đó, các vị biết không?
Mới có chiều hòa bình cái tối chùa gián tanh không còn mạng. Tổ đình Phước Hậu 500 người xuất gia mà cái này là giải phóng hòa bình ngày hôm trước, ngày hôm sau còn chưa được 30 thầy. Như vậy thì các vị thấy điều gì? Trong một bối cảnh đó, nó có động cơ để làm cho người ta đi tu. Có thể người ta không xuất phát từ sự giác ngộ, nhưng mà người ta cũng cảm thấy rằng chùa là nơi an toàn, che bom đỡ đạn cho sinh mạng của người ta. Người ta là một người dân lương thiện, người dân bình thường thì ai không sợ chết, ai không sợ khổ. Ra đây cảm thấy rằng chùa có thể cứu mạng được người ta thì người ta vào thôi. Và chùa lúc đó hiểu rất rõ, những người đến đây không phải là gì giác ngộ muốn đi tu giải thoát gì cả, mà nói chung là sợ chết quá rồi đi, không có cổ nào đường nào trốn, thì trốn vô chùa. Cho nên quý hòa thượng, quý thầy vào thở đó cũng dang rộng vòng tay để bảo vệ sự sinh mạng của những người này. Đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên các vị thấy rằng mái chùa che chở hồn dân tộc là chỗ đó, đó. Nếp sống muôn đời của tổ tông là vậy. Bao đời con người ta gửi gắm thân xác vào chùa, sống cũng theo chùa mà chết cũng theo chùa. Văn hóa là chỗ đó. Đạo Phật đóng một vai trò rất lớn trong mọi mặt sinh hoạt của con người chúng ta. Nhưng mà tôi không hiểu trong thời gian qua, cái sự phát triển của Đạo Phật cũng là tương đối gọi là tạm ổn định. Nhưng mà trước kia nữa thì một cái bộ phận không nhỏ chúng ta đã hiểu lầm về sự có mặt của chùa đối với đời sống của mọi người. Chúng ta đã quên đi cái chuyện này. Cho nên rất nhiều câu chuyện tiếu lâm hay những cái lời gọi là không hay người ta dành cho những người xuất gia hay là ở chùa, có nhiều từ ngữ nó không được đẹp. Không phải tôi đòi hỏi tất cả mọi người phải dùng những cái mỹ từ đẹp, nhưng mà khi điều đó xảy ra nhiều, đồng nghĩa với là một bộ phận nào đó cũng không nhỏ trong quần chúng chưa giác ngộ được Phật Pháp. Khi mà nghe như vậy chúng ta tự nhiên buồn là buồn như vậy đó, chẳng phải gì cả. Cho nên sau một cái biến cố mà chúng ta thấy rằng tệ nạn xã hội càng tăng, giới trẻ thiếu đạo đức rơi vào trong tệ nạn xã hội đó quá nhiều, thì những người có cái ý thức về đạo Phật hay là có một cái ý thức cho một cái thế hệ tương lai dường như chợt tỉnh một cái ý gì đó. Và người ta cảm thấy rằng cái giới này là cái kết quả của mấy mươi năm mà chúng ta quên đi sự hướng dẫn và giáo dục đạo đức trong chùa, không được tấm nhuần về Phật Pháp, về đạo đức, về nhân quả, mọi thứ. Cho nên tạo ra những cái giới trẻ, một bộ phận không nhỏ, quên đi cái văn hóa dân tộc, quên đi cái nền tảng đạo đức, đã trở thành những cái người gọi là bất hiếu, những người gọi là rơi vào tệ nạn xã hội, những người có quan niệm rất là lệch lạc trong lối sống. Và làm cho những cái người mà gọi là có đạo đức cảm thấy khủng hoảng tâm lý về điều này. Cho nên người ta thấy giới trẻ đang hư, thì người ta phải hiểu rằng cái đó là hệ quả của một quá trình chúng ta quên đi về Phật Pháp, chúng ta quên đi về vấn đề giáo dục con cái về đạo đức. Chúng ta nghĩ có tiền là có tất cả, mà chúng ta hay nói một cách rất là tự hào, có tiền thì mua tiên cũng được. Có thể câu này mua tiên thì được, mà mua hạnh phúc thì lại không. Như vậy ở đây mua tiên là mua những người mà gọi là đẹp đó, chân dài, chân ngắn gì đó, có thể mua được, nhưng mà hạnh phúc thì lại chưa chắc. Nên nhớ là như vậy. Cho nên ở đây các vị nghĩ những cái điều mà chúng ta nói như vậy, và chúng ta nhìn lại, nếu gia đình chúng ta quên đi cái việc mà đạo đức, văn hóa, lễ giáo trong mỗi gia đình, thì điều này là không tốt cho mỗi gia đình chúng ta. Mà nếu xã hội càng nhiều như vậy thì xã hội trở nên loạn đó. Cơ bản nhất là luật pháp có thể là góp phần để mà trấn áp được tội phạm, nhưng mà cái đó là trấn áp về mặt hiện tượng thôi. Dù bây giờ tôi lấy cái chai nước này là một cái vật gì có trị giá đó, là bao nhiêu triệu để quy định là phải bị bắt ở tù gì đó, thì khi nào tôi ăn cắp cái này tôi mới bị bắt hay là tôi bị ở tù chứ, đúng không? Còn bây giờ trong đầu tôi nghĩ tôi sẽ ăn cắp cái này, có ai bắt bỏ tù tôi không? Không. Như vậy thì
Bây giờ tôi nghĩ tôi sẽ giết người này để tôi lấy tiền, hoặc là tôi có thể là vì hận tình, hoặc là vì thù, một cái mối thù riêng gì đó, tôi có thể giết người này. Tôi nghĩ như vậy, luật pháp có bắt tôi không? Như vậy thì khi nào luật pháp mà bắt? Là khi hành động đã rồi, có phải không? Ăn trộm rồi mới bị bắt, giết người rồi mới bị bắt. Vậy thì khi đã rồi có bị bắt thì cũng đã rồi. Ủa vậy chẳng lẽ là sao? Thì việc đã rồi bị bắt thì xem như cũng đã rồi. Vậy thì ở đây, trên mặt luật pháp chúng ta có thể trừng trị thích đáng những cái người gọi là gây rối trật tự hay là những người vi phạm luật pháp như thế. Nhưng mà nếu một người có sự tu hành hay là có đạo đức thì người ta không có nghĩ đến ăn cắp từ trong tâm nữa kìa, chứ đừng nói đến hành động. Ví dụ bây giờ là hành động thì bị bắt đã đành, nhưng mà trong tâm của họ nuôi hoặc là họ ôm ấp cái nguyện vọng ăn cắp đó, hoặc ôm ấp cái nguyện vọng giết người đó, hay ôm ấp cái nguyện vọng cướp của đó, rất là nguy hiểm. Như vậy thì luật pháp sẽ làm cho người ta sợ, là sợ mặc là đã rồi thì người ta mới sợ. Nhưng mà đạo đức của Phật dạy thì ở đây nếu một con người có đạo đức là người ta còn nghĩ rằng nghĩ hành động đó người ta cũng đã ngại rồi, chứ đừng nghĩ để làm. Vậy thì ở đây giáo lý của đạo Phật góp phần không nhỏ cho việc cải thiện con người, giúp con người giác ngộ để dừng chân trên các cái hành động tội ác. Cái chuyện này nói đâu xa. Vài chục năm trước, ở ngôi chùa tôi là chùa Nhị Mỹ bây giờ, thì có một cái việc như thế này. Là trong cái thời điểm mà trước giải phóng thì các ngôi nhà trong xóm của tôi á, họ có cái mâu thuẫn với nhau, người theo bên này, người theo bên kia, cho nên người bên này ăn hiếp người bên kia. Tôi nói vậy các vị tự hiểu bên này bên kia là cái gì. Tôi nói vậy thôi, ai hiểu sao hiểu. Thì cái người bị ăn hiếp đó, họ không đủ sức để trả thù, cho nên họ nuôi cái ác tâm, nhưng mà họ không dám bày tỏ trong cái lúc nhà kia thắng thế. Sau khi giải phóng rồi, nhà kia biết rằng mình gieo ân oán quá nhiều, cho nên bây giờ phải sắp xếp thầm lặng để mà bỏ xứ ra đi, trong thay là mình sẽ bị trả thù. Cái người đó vẫn biết là như vậy nhưng mà cũng không chạy khỏi. Trước đó vài hôm, đứa con của cái nhà mà gọi là từng ăn hiếp người ta đó, nó còn nhỏ, nó tắm ở dưới sông. Ở miền Tây thì hay tắm sông đó mà. Rồi cái khi mà nó bước lên trên cầu mà cầu cao quá đó, nó bước không tới, cho nên nó nhờ cái đứa con lớn hơn của cái nhà mà từng bị nhà nó ăn hiếp á, mà nó nhỏ nó đâu có biết. Người lớn thì hiểu chuyện, còn nó nhỏ nó đâu có biết chuyện. Nó nhờ ẵm lên cầu giùm. Các vị biết cái người bên kia đó xách hai cái tay của nó đó, dở lên đập xuống chân cầu một cái rồi thả nhỏ xuống dưới sình luôn. Thì cái gia đình bên kia xử sự như vậy mà gia đình bên đây không dám nói. Tại vì mình đã gieo ân oán với bên kia quá nhiều, cho nên biết rằng mình ở đây sẽ không tiện nữa, cho nên trong một đêm thầm lặng để mà bỏ xứ ra đi. Nhưng mà gia đình bên kia không tha. Gia đình bên kia sắm sẵn một cây súng, biết gia đình này sẽ ra đi, cho nên ổng rình nhà. Cho nên trong một đêm đó là khoảng 2-3 giờ đêm rồi, bắt đầu ổng ra ổng rình nhà. Thì ông thấy nhà bên đây lui cui mà sắp sửa đồ đạc lén á, xách xuống xuồng để mà đi. Thì ông này, ông cái nhà mà bị mà bên nhà này ăn hiếp đó, ông mới cầm cái súng ra ông gình. Ông nói là đêm nay tao bắn cả nhà mày. Trong đầu ông nêu ra như vậy. Là nuôi mộng nhiều năm rồi, thời cơ đã tới rồi. Nhưng mà các vị biết rằng ông đợi chờ những cái người này lên xuống tới chừng nào hội tụ á, ông giải quyết một lần. Nhưng mà các vị biết khi đó ổng gình một hồi cái sao mà nó tới giờ công phu của chùa. Thì các vị biết rằng tới lúc đó là 4 giờ khuya rồi. Thì thầy tôi cũng đâu có biết cái chuyện bên ngoài là chuyện gì. Hằng ngày tới giờ thì cứ việc mà lên đóng chung. Thì các vị biết ngay cái thời điểm đó thầy tôi mới đóng chung khuya để mà tụng kinh. Thầy tôi không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ở bên ngoài có một người nghe tiếng chuông hết hồn.
sau này ông mới kể lại với thầy tôi, khi ông về già, ông nói không có thầy đêm đó, tôi đã bắn cả nhà đó rồi, thế. Thì ông mới kể rằng, thầy biết lúc đó tôi đứng ngay góc dừa này, ông chỉ đàng hoàng, tôi nhắm hết nguyên gia đình đó. Nhưng mà chỉ có một điều là, khi lúc đó thầy đóng chuông, tự nang cái tay tôi trùng lại. Tôi nghe tiếng chuông bắt đầu tôi mới suy nghĩ nhiều thứ. Tiếng chuông nó làm cho tôi thức tỉnh một vấn đề. Rồi cuối cùng bao nhiêu lần đưa lên hạ xuống, và tiếng chuông cứ từng bước dồn dập tới. Cuối cùng tôi tha cho nó, thầy có biết không? Cho nên cái câu ngày xưa chúng ta từng nghe nhắc đến là tiếng chuông thức tỉnh trong đêm vắng, thử hỏi lòng ai giác ngộ chưa? Một cái câu giống như nói lên trong không trung, nhưng mà thật sự nó cũng trúng với biết bao tâm trạng của những con người đang mang nhiều tâm niệm khác nhau. Biểu tượng của đạo đức mà không được tôn trọng, không được duy trì thì là điều nguy hiểm. Tôi nói với các vị như vậy. Dù thế nào đi chăng nữa, trực tiếp gián tiếp, đạo Phật đã góp phần cho cái trật tự xã hội hay là đạo đức của Việt Nam từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Cho nên vai trò của một thầy tu trong tất cả các chùa là không đơn giản. Nếu thầy tu cứ nghĩ rằng mình ăn cơm chùa ngày qua bữa, sống qua ngày để chờ qua đời, thì vô tích sự quá. Nói chung là như vậy, làm không hết cái vai trò và chức năng của một người tu thì rất là uổng các vị. Phải nói là uổng thật sự. Tôi nghĩ rằng cái ngôi chùa nhỏ nơi tôi mà còn như vậy thì huống gì hàng nghìn cái ngôi chùa lớn trên cái quốc gia này. Tại ngôi chùa đó cũng có một chuyện đặc biệt như vậy. Ngang hông xó cửa chùa tôi đó có một cái ông nọ, thì nói chung là ông có tên tuổi đàng hoàng, nhưng mà tôi không muốn nêu. Thì tôi nói để các vị hiểu là gia đình ổng làm đồ tể, ổng làm heo lâu năm lắm rồi, đêm nào cũng như vậy. Thì thầy tôi đêm nào mà nghe được tiếng heo kêu á, thì thầy tôi nói là lúc đó thầy ngồi dậy thầy niệm Phật, mà không có cách nào để có thể giúp cho người ta thay đổi mà cũng không dám nói. Nhưng mà các vị biết, trong một đêm nọ, ông nói ông ngủ quên, cho nên là thay vì 2 giờ ông bắt đầu làm heo rồi các vị, mà ông nói ông ngủ quên cho tới gần 4 giờ cái ông ra ông mới bắt nước. Ông bắt cái nồi nước sôi lên để trụng heo đó mà. Thì khi mà bắt nước lên rồi đó, thì ông ngồi ông chờ đợi, giờ ông chuẩn bị ông dẫn heo ra để ông đâm họng. Ngày xưa mình mà làm heo chuyên môn là mình đâm họng không hả? Những cái người mà người lớn ở đây á, các vị biết những cái nơi mà giết thịt đó thì các vị hiểu mà. Mà những cái đám cưới đó ở dưới quê á, mình chứng kiến cái này thấy ghê lắm các vị. Không thể tưởng tượng nổi. Chúng ta 5-7 người chúng ta đè đầu cởi cổ, chúng ta trói chừng mọi thứ, rồi chúng ta lấy cái mát chúng ta thọc cái họng như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn vào những cái hành động đó, chúng ta thấy bây giờ không ai chấp nhận như thế. Nhưng mà thời trước là như vậy. Và mỗi lần làm như vậy, tiếng heo kêu rất là lớn. Thì đêm đó ông này ông ngủ quên, cho nên là gần tới 4 giờ mới thức dậy ông bắt nước và ông chuẩn bị ông làm. Các vị biết rồi, cũng trong đêm đó những tiếng chuông chùa vang vọng từ bên kia sông. Ông nói là lần đầu tiên trong cuộc đời tiếng chuông này ông cũng không để ý, nhưng mà tại sao trong hôm nay ông đang ngồi đợi đâm con heo này mà sao mà cái tiếng chuông nó thôi thúc đến độ mà ông bủng rủng cả con người. Ông mới tự nhiên ông ngồi ông hình dung lại ông sẽ làm gì, rồi trước kia ông đã từng làm gì. Ông nói ông nghĩ rồi, cái cuối cùng ông bỏ luôn các vị, đổ luôn nồi nước và phóng thích con heo đó luôn. Rồi trong sáng hôm đó ông mới qua chùa, ông gặp thầy tôi và ông xin được cạo đầu, và ông thỉnh chuông mở về nhà để ông tụng kinh sám hối. Và ông phát nguyện dường như là bao nhiêu chục bộ hay là bao nhiêu ngàn bộ kinh pháp qua. Và từ một ngôi nhà mà đêm nào cũng thọc huyết heo như vậy, thì ngược lại bây giờ từ sáng tới chiều tới tối lúc nào cũng nghe tiếng mõ. Tôi không nói là 24/24, chứ dường như cũng cỡ 18/24 trong mỗi ngày. Đây là một cái điều mà gọi là thực tế đó.
Bây giờ ổng đã chết rồi, ổng chết cách nay 2 năm. Cho nên ngôi chùa mọi thứ nó có cái ý nghĩa và giá trị lớn lắm về đời sống tâm linh và cải hóa con người, đã giúp cho con người thay đổi từ ác để trở nên lương thiện hơn, từ những con người á, gọi là làm cái việc là bất kể chết, nhưng bây giờ nhận thức được lỗi lầm, từ những người bất hiếu biết quay về, từ những người lỗi đạo với vợ với chồng biết quay về, từ những người ăn chơi trác táng cũng biết quay về và sống có ý nghĩa và có trách nhiệm hơn với bản thân và người thân và gia đình. Hôm Tết này có một cái anh đó khoảng cũng cỡ tối đa là 45 tuổi là cùng. Thì trong lúc tôi ngồi tiếp chuyện với các Phật tử, thì do Tết cho nên ai cũng ăn mặc lịch sự, và bản thân anh cũng ăn mặc lịch sự như thế. Anh cũng vô, anh ngồi như bao nhiêu người khác. Nhưng đến lúc tôi hỏi là các vị nào có lời gì trao đổi không, thì anh là người bước ra đến quỳ bên cái ghế chỗ tôi ngồi. Tôi nói anh cứ ngồi tại ghế mình nói chuyện. Anh nói không. Anh mới quỳ lên bên tôi và anh chắp tay, anh nói một cách rất trang trọng. Anh nói hôm nay con quyết lòng đến đây để đảnh lễ tri ân thầy. Tôi mới hỏi anh tri ân chuyện gì. Thì anh mới chỉ thẳng vào người anh nói chính con nè, trước kia con là người ăn chơi trác táng, con nói như vậy là thầy hiểu rồi, không có cái loại gì con không chơi. Nhưng mà sau đó nhờ những cái bài giảng của thầy, con thức tỉnh, con đã thay đổi mình cách đây 2 năm. Và bây giờ con đang sống rất có trách nhiệm và hạnh phúc. Con thấy con may mắn là nhờ biết được Phật Pháp mà đã cứu được cuộc đời còn lại của con. Cho nên hôm nay con đến tri ân thầy. Vậy thì cái này là những con người sống, sống thật sự đó. Như vậy khi người ta không biết đạo Pháp, người ta không biết người ta sai. Các vị nên nhớ vậy. Người ta nghĩ con người sinh ra phải vậy, phải không sống vậy là hèn, không sống vậy là không anh hùng, không sống vậy là không phải là người của thời đại, không sống vậy là ngu, thế. Nếu không có đạo lý trong lòng, người ta sẽ nghĩ những cái cách sống người ta như vậy. Sống là phải như vậy, sống trên đầu, trên cổ người ta, sống phải lừa lọc, thằng nào ngu thì chịu, sống phải ăn cho đã, bởi vì trời sanh ra tất cả loại đó không ăn, ngu, ăn chay, ăn rau, ăn cỏ, ngu, sống cho người khác, ngu, thế, tất cả mọi thứ cuối cùng biến mình trở thành cái kẻ sống một cách ích kỷ, tham tàn và vô dụng trên cuộc đời này. Mà người ta không biết, ta nghĩ cho vậy là không. Cái đó tôi thấy cảm giác giống như là người chưa học bác sĩ thì chưa sợ vi trùng. Cho nên chưa học y khoa, chưa là bác sĩ thì chưa sợ vi trùng. Cho nên ăn uống bừa bãi, ăn uống liều mạng. Nhưng mà khi học bác sĩ hay là khi hiểu được y khoa, mới thấy rằng ăn cái nào độc, ăn cái nào nguy hiểm, ăn cái nào đem đến bệnh tật, ăn cái nào có sức khỏe, thì lúc đó mới hiểu được thế nào là thức ăn tốt cho bản thân mình. Cũng vậy, khi chưa biết đến Phật Pháp, chưa hiểu hành động nào là tốt cho bản thân mình, cứ nghĩ mình ăn cho cố, sống cho liều mạng, bóc lột cho hung, tất cả mọi thứ sống cho bản thân mình như vậy là giỏi, là hay, sống vậy mới khôn, sống vậy mới đáng là con người. Những cái suy nghĩ rất là tầm thường như vậy. Các vị nghĩ trên cuộc đời này, nếu ai cũng nghĩ sống như vậy thì ai là người có hạnh phúc đâu, các vị chỉ tôi coi. Nếu trên cuộc đời này không có những người chịu thương chịu khó để hy sinh, sống vĩ đại, sống vì nghĩa lớn, sống vì người khác, thì làm sao những người đó có thể ăn hưởng được như vậy? Và nếu không có những người từng hy sinh thì không thể nào có những con người hạnh phúc được. Cho nên ở đây, những người hy sinh là những người có trí tuệ, có đạo đức, có lòng bao dung, có độ lượng, người ta mới hy sinh được. Còn sống ích kỷ, sống cho mình thì thằng khùng nào cũng sống cho nó được. Và sống như vậy, xin lỗi với các vị, thú vật nó cũng sống như vậy được mà. Bản chất của thú vật là sống bằng bản năng, sống cho chính nó mà. Và nếu chúng ta chỉ sống là biết mình thì thôi, cái này sống quá tầm thường, mắc gì mà chúng ta phải là cho rằng sống vậy là khôn. Một người mà sống bình thường như vậy khỏi cần suy tư. Còn một người mà muốn sống cho người khác, muốn hy sinh cho người thân, muốn vì cuộc đời, muốn chia sẻ, muốn tha thứ, muốn nhịn nhường, đầu óc phải mạnh mẽ lắm.
tư duy lắm, đạo lý lắm. Tất cả những cái này mới có thể giúp cho người đó lương thiện và đạo đức. Sống ác là sống tầm thường, sống ác là sống chiều chuộng bản năng, sống ác là chiều chuộng thói quen, sống vậy quá tầm thường. Cho nên người ác là người rất yếu đuối. Người sống ngang tàn, người sống ác là không phải người mạnh mẽ. Bởi vì người đó không kiềm chế được bản thân mình thì làm sao gọi là mạnh mẽ được. Cho nên các vị thấy rằng một người tu hành được, một người sống vì chồng vì con được, một người sống hiếu thảo được, một người sống đạo đức được, tất cả những người này là những người mạnh mẽ, biết chế ngự lấy mình, biết tiết chế cái này, biết hy sinh cái kia. Người này tâm hồn rộng lớn và mạnh mẽ lắm mới làm được chứ. Còn sống chiều chuộng bản thân, cái gì cũng cho mình, cái đó gọi là mạnh sao? Cái đó tôi cho là sống yếu hèn, tầm thường. Bởi vì cái đó ai cũng làm được. Cho nên làm lương thiện được là không phải dễ, sống đạo đức được không phải dễ. Tôi nói ví dụ như các vị ăn mặn quanh năm suốt tháng, các vị có ngại ngùng gì đâu. Ăn mặn thì thoải mái, nhưng mà muốn ăn chay ngày sao? Khó vô cùng đúng không? Có những người mà ăn mặn quá trời luôn, chuẩn bị ngày ăn chay thì chiều nay phải ăn cho đủ thứ nha, ăn dồn cho hung nha, để ngày mai đã ăn chay nha. Một ngày thôi đã là chuẩn bị vậy. Như vậy thì ăn mặn suốt đời khó hay dễ? Quá dễ, bình thường. Nhưng ăn chay ngày dễ khó. Như vậy thì các vị thấy rằng việc làm thiện dù ít mà làm được vẫn là khó, chứ đừng nói là nhiều. Vậy là sống cho mình trọn cuộc đời này dễ hay khó? Quá dễ, quá bình thường. Nhưng mà sống cho người thân một chút dễ hay khó? Đây là cái điều mà các vị nên lắng nghe. Vì vậy cho nên là người tu Phật và học Phật phải để ý đến điều này. Đạo Phật đã góp phần không nhỏ trong việc giúp con người cải thiện và giáo hóa là chỗ đó đó. Cho nên ngày nào còn đạo đức, xã hội loài người chúng ta còn trật tự. Cho nên nhớ, con người chúng ta thoát khỏi những đời sống của thời đồ đá, của những người nguyên thủy, là bắt đầu chúng ta sống gần với văn minh và có đạo đức, có trật tự. Mà từng bước dường như là đạo đức khi bị phá vỡ rồi thì chúng ta phải chịu cái hậu quả là chúng ta lùi về với cái thời đồ đá. Đây là nên nhớ như vậy. Nếu đạo đức chúng ta xa rời, chúng ta xem thường, chúng ta bỏ qua bên lề của xã hội thì bắt đầu chúng ta sống lùi lại. Thay vì thời văn minh chúng ta tiến bộ mà chúng ta lùi lại với cái thời kém văn minh hơn. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên trong dịp Tết này tôi cũng có nhiều niềm vui. Những vấn đề mà tôi vui trong dịp Tết này, thứ nhất là tôi thấy rằng mỗi một mùa xuân lặp lại thì mọi người đi chùa đông hơn những mùa xuân trước. Cái này nó vui là ở chỗ là trong đó có các vị, cho nên các vị mừng đúng không? Các vị biết, những lần như vậy tôi vui lắm, xúc động trong người lắm. Tôi xúc động phải là các vị đi chùa nhiều để các vị cho tiền tôi. Tôi không bao giờ nghĩ đến điều đó, mà tôi thấy rằng quần chúng đã bắt đầu hướng về con đường đạo đức thì mình biết rằng hạnh phúc được bắt đầu le lói và nhen nhúm nơi mỗi gia đình rồi. Cái điều này là điều tôi nghĩ tới như vậy. Điều thứ hai, trong cái Tết vừa qua, tôi thấy giữa nam và nữ đi chùa dường như không còn âm thịnh dương suy nữa, mà dường như là gần ngang nhau rồi. Tức là các đấng mày râu của chúng ta là đi chùa bây giờ là tương đối đông rồi. Cho nên trước kia tôi cũng không biết làm sao, tôi có giảng cái bài giảng là tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới, thì tôi cũng có chia sẻ. Nhưng mà bên cạnh đó tôi cũng có nói một số người hỏi tôi tại sao trong các nơi đình chùa họ thấy đàn bà không vậy. Họ nói là đi nơi các chùa sinh hoạt họ nói đàn bà không vậy. Tôi nói đàn bà không phải người hả? Vậy điều quan trọng nhất là ở đây là vì con người. Còn đàn bà, đàn ông ai đi liều được chia sẻ hết á. Còn mấy ông không đi là mấy ông thiệt thòi thôi. Chứ còn cái sự thật rằng đối với chùa cũng như bệnh viện vậy đó. Bệnh viện thì có trách nhiệm với hết tất cả mọi bệnh nhân, già trẻ bé lớn, ai là bệnh nhân thì được chữa trị, được giúp đỡ. Chỉ có một cái loại bệnh viện đặc biệt mà đàn ông không có thì thôi à, cái đó bỏ qua bên à.
Biết hình ra cười vậy. Chứ còn cơ bản nhất là bệnh viện là để tiếp nhận bệnh nhân. Cũng vậy, chùa là để giáo hóa chúng sinh, để chia sẻ với chúng sinh. Cho nên ở trong cái dịp Tết này tôi thấy là nam nữ đi chùa tương đối ngang nhau, và cái giới trẻ và giới già cũng tương đối ngang nhau. Ngày xưa thì chúng ta cứ nghĩ rằng chùa để dành cho ông già bà cả, nhưng bây giờ tôi thấy giới trẻ vẫn đến chùa, vẫn lại Phật, vẫn làm một cái hành động mà gọi là tôn trọng văn hóa. Xúc động quá, tôi thật sự là xúc động. Cho nên á, tôi nói với những người quản lý các chùa, chúng ta đừng có khắt khe theo dạng tôn giáo. Tôi thấy mỗi lần Tết về đôi khi á, cứ phê bình ăn mặc kiểu này, ăn mặc kiểu kia mà đi chùa. Ba chuyện đó không cần thiết. Nó đi chùa là quý rồi. Đối với tôi là như vậy. Tôi chưa biết là thế nào. Trước hết nó đi chùa là tốt. Tóc xanh, tóc đỏ gì, đi chùa là tốt. Quần ngắn, quần dài gì, đi chùa là tốt. Áo ngắn, áo dài, đi chùa là tốt. Áo mỏng, áo dài gì, đi chùa là tốt. Tôi nói như vậy không mang cái nghĩa tôi xúi người ta như thế. Nhưng mà cái nhìn của Đạo Phật phải cởi mở chỗ này. Chính cái khắt khe của chúng ta đã đẩy một bộ phận không nhỏ bất mãn và tách rời với Phật Pháp mà chúng ta cho là giỏi. Đức Phật độ chúng sinh, Đức Phật đâu có màng mấy cái chuyện đó. Đức Phật không bận tâm mà do những người soi mói họ bận tâm. Chứ không phải Phật nào bận tâm, Phật nào bắt lỗi hết đó. Phật như viên kim cương vậy đó. Các vị có thể vô hầm phân cũng thế thôi. Có viên kim cương nào ở trong hầm phân trị giá khác với kim cương để trong tủ không? Xin thưa với các vị, viên kim cương trong hầm phân hay viên kim cương trong tủ trị giá thế nào? Ngang nhau. Như vậy Đức Phật không có phân biệt quý tiện nơi chúng sinh. Mà ở đây do những con người chúng ta đặt ra những cái điều khắt khe trong cái vấn đề là chúng ta biến Đạo Phật như một cái gì thuộc về dạng tôn giáo khắt khe như thế, là cách ly Đạo Phật với quần chúng chứ không phải là cái tốt. Khi họ đi chùa họ hiểu đạo, các vị mướn họ ăn mặc kiểu đó họ không làm. Nhưng mà họ chưa biết thì vì họ vô tình họ làm. Cho nên phải nhìn bằng tinh thần cởi mở. Ăn mặc cái gì không quan trọng, điều quan trọng họ đến chùa, họ biết đến chùa, họ từng là cái gì quá khứ không quan trọng, bây giờ quan trọng là họ đã hướng Phật. Phải tạo điều kiện mở cửa chùa, rộng lòng đối với những chúng sinh khổ đau như thế. Đây mới là điều quan trọng. Cho nên các vị cứ quan niệm là ở chùa để đón tiếp những người lương thiện, các vị sai rồi. Tôi đã giảng một bài giảng tại tiệp khắc vừa rồi, các vị có thể nghe lại. Bình an trong nghịch cảnh, tôi có chia sẻ quan niệm này. Các vị nghĩ cửa chùa để đón tiếp những người lương thiện hả? Các vị hiểu như đúng nhưng mà hoàn toàn không đúng. Những người thật sự đã lương thiện cần gì đến chùa? Có khi nào bệnh viện mở ra là gì? Người khỏe không? Hả? Bệnh viện mở ra là gì ai? Vậy bệnh nhân. Cửa chùa có ra là gì ai? Vì chúng sinh đau khổ và nhiều tật xấu. Như vậy cửa chùa không làm chỗ nương tựa cho người đau khổ, không giúp những người tật xấu được thay đổi, chùa có ra để làm gì? Không có ý nghĩa trên cuộc đời. Nếu chùa để tập hợp những người lương thiện thì thật sự giá trị và ý nghĩa của chùa giảm đi đáng kể trên cuộc đời này. Thậm chí không cần chùa có mặt, người ta vốn lương thiện rồi, không cần chùa, người ta vẫn lương thiện mà. Cho nên ở đây có những quan niệm các vị cần hiểu lại một điều là ta là những người đi chùa học Phật, chúng ta phải có cái nhìn đúng đắn với Phật Pháp. Người họ mới đi chùa, họ chưa biết chùa, họ ăn mặc chưa chỉnh tề, họ chưa phù hợp, đừng ái ố và chỉ trích họ, mà hãy làm sao giúp cho họ hiểu Phật Pháp là chính. Khi họ hiểu rồi, các vị khỏi cần bảo, họ biết họ làm gì mà. Còn bây giờ họ không biết, đi chỉ trích, đi nói, nó bỏ chùa luôn, nó không cần đến nữa. Các vị thấy mất cơ hội độ chúng sinh phải không? Như vậy đây là điều mà các vị nên để ý. Đôi khi chúng ta làm rất nghịch lý với lời Phật dạy mà chúng ta cho là đúng. Tôi có những cái suy nghĩ, một cái đạo Phật phải thực tế giữa cuộc đời, đừng tưởng tượng rồi đưa lên nhọn cây ngọn cỏ để thờ trên đó. Một đạo Phật không mang cái nghĩa để đem thờ, mà một đạo Phật phải ứng dụng
được gì cho chúng sinh, cho cuộc đời này. Đó mới là vấn đề quan trọng của Phật giáo. Cho nên cách đây một vài năm, có một cô gái này, thì cái cô này có khoảng 23-24 tuổi, đi chung với gia đình về Việt Nam. Thì gia đình đi hôm đó 4 người, mà 3 người vào gặp tôi rồi. Thì họ xin rằng thầy cho con xin được ghi danh quy y 4 người. Tôi nói vậy còn người nữa đâu? Cái nói có một đứa con nhưng mà nó ăn mặc đồ ngắn quá, nó không dám vô đây. Tôi mới nói kêu nó vô đây. Thì khi mà kêu tất cả mọi người vào ngồi cùng ngồi nói chuyện, tôi ngồi phân tích, tôi giải thích các vấn đề Phật Pháp, chứ tôi không có để ý cái chuyện của nó. Ăn mặc là chuyện của nó. Nó dám mặc tôi dám tiếp à. Đâu có sao à. Nhưng mà các vị biết rằng ngày hôm sau là quy y đó. Ngày hôm nay tôi ngồi tôi phân tích về Phật Pháp thôi à, Phật Pháp thế này, tu học thế, Phật Pháp thế kia. Tôi không đá động gì đến cái cá nhân của nó cả. Các vị biết ngày hôm sau khi nó đến chùa, nó mặc bộ đồ thế nào các vị không? Y chang như bé ngồi phía trước này, một bộ đồ nâu như vậy. Mà bé này bộ đồ nâu còn cách điệu, nó là đồ nâu giặt mẻ luôn, chứ không phải là cách điệu. Đồ giống như kính cổ gại bên như mấy thầy á. Nó ăn mặc một bộ đồ nâu như vậy, tôi rất hài lòng mà xúc động mà tôi ngạc nhiên. Tôi nói nếu ngày hôm qua mà tôi canh me đồ nó mà tôi chỉ trích á, là hôm nay nó bỏ luôn, nó không cần quy nữa à. Đó là bài học kinh nghiệm. Tôi mới thấy được rằng là cần làm cho người ta hiểu đạo hơn là phê bình chỉ trích những cái cá nhân của người ta. Hãy bằng cách nào đó đưa đạo trong mỗi hoàn cảnh. Anh làm nghề gì, chị làm nghề gì, em làm nghề gì không quan trọng. Điều quan trọng nhất là đủ lòng từ tâm bao dung để đưa đạo Pháp đến với mọi người vì mục đích muốn họ tốt hơn, hạnh phúc hơn, đẹp đẽ hơn. Là nhiệm vụ của những người học Phật của chúng ta nói chung, chứ không phải riêng ai cả. Cho nên có những việc không cần thiết phải phân bua, mà tôi thấy nói qua lời lại lu bu quá, làm cho người ta cứ tưởng tượng đạo Phật bị ướm màu bởi tôn giáo. Đạo Phật nói từ bi mà cuối cùng không hành động từ bi. Đạo Phật nói bao dung mà lại khắt khe với từng việc vặt vãnh. Như vậy chúng ta đang làm trái lời với lời Phật dạy, hay là chúng ta làm theo lời Phật dạy? Cho nên có những cái chúng ta tưởng như tốt, nhưng thật sự chúng ta đang làm ngược lại với lời dạy của Đức Thế Tôn. Khi người Phật tử hay là người xuất gia cũng vậy, tu tập cần phải nhìn lại như thế nào. Nhìn lại cái cách đưa đạo vào đời khó lắm các vị. Để đưa đạo vào đời rất khó. Tôi đã giảng rất nhiều bài giảng về các loại này. Hãy đưa đạo vào đời. Phật Pháp tùy duyên bất biến. Thế gian Pháp tức Phật Pháp, Phật Pháp tại thế gian. Đây là những cái bài mà liên hệ đến rất nhiều điều mà tôi phân tích để mà giúp chúng ta đưa đạo Phật vào đời. Đạo Phật một góc nhìn, rồi học Phật để làm người tốt hơn. Đây là những bài giảng tôi chia sẻ trong những khía cạnh của xã hội mà chúng ta muốn đưa đạo vào như thế nào. Tôi đã chia sẻ rất là nhiều. Cho nên tôi không muốn một người Phật tử của chúng ta tưởng tượng Phật Pháp như cái gì thần thánh để thờ, rồi chúng ta cách ly với cuộc đời để biến chúng ta trở thành người chỉ biết tín ngưỡng và quay lại phê bình chỉ trích những chuyện lặt vặt xung quanh mà những chúng sinh này chưa biết đến Phật Pháp. Cần phải cởi mở hơn, từ bi hơn. Cái đó là đạo lý của một người chúng ta gọi là sống đạo. Cái bài giảng tại Canada tôi có giảng bài giảng là Phật tử sống đạo như thế nào, tôi cũng chia sẻ. Và một bài Đạo Phật nhập thế và những hệ lụy. Đây là những bài tôi chia sẻ rất là thiết yếu cho chúng ta. Một khi Đạo Phật đã nhập thế vào trong một xã hội đang là, chúng ta cần phải nhìn lại về Phật Pháp, về cách hành đạo và mọi thứ thế nào để chúng ta phù hợp với những cái phát triển của xã hội, để Đạo Phật chúng ta được phát triển một cách bền vững và tốt đẹp. Đây là những điều mà cần thiết. Cho nên xin thưa các vị, điều thứ hai mà tôi nói là tôi rất là vui mừng trong dịp Tết này, đó là nam và nữ đi chùa ngang nhau, già và trẻ đi chùa cũng gần ngang nhau. Mà một điều vui nữa, đố ai nói trúng? Cô này nói đúng. Điều thứ ba mà tôi rất là hoan hỷ vui mừng là
nhiều thế hệ trong một gia đình cùng đi chùa. Đây là điều mà chúng tôi rất là vui. Cái việc các vị thấy đơn giản nhưng mà không có đơn giản tí nào. Tôi nói với các vị, trong một gia đình nhiều thế hệ có nghĩa là cả ông bà, cha mẹ và con cháu cùng đi chung trong một gia đình như vậy để đi chùa. Tôi vui ở chỗ là làm sao họ có thể gắn kết được các thế hệ như thế này, là đối với thời đại này là chuyện không dễ. Cho nên tôi mới nói là tôi vui là gì vậy đó. Các cái mối quan hệ của gia đình ở các thế hệ dường như bị phá vỡ bởi một cái gì đó phi đạo đức rất là lâu rồi các vị. Dường như là thế hệ anh em đã là không còn, chứ đừng nói là tới cháu con. Tôi nói với các vị vậy, nhiều thế hệ anh em đã là không còn thì đừng nói cháu con. Đây là điều tôi đáng tiếc cho các gia đình Việt Nam mà gặp phải trường hợp này. Tại sao chúng ta rơi vào trường hợp đó? Chúng ta bị những nền văn hóa khác du nhập, bị tiêm nhiễm bởi những cái rất là lệch lạc với truyền thống của chúng ta. Và một bộ phận nào đó do yếu lòng, kém hiểu biết, đã cho rằng những truyền thống, những đạo lý là xưa cũ, là phong kiến, là những cái gì đó không phù hợp thời đại thế này thế kia. Và họ tự tách mình ra khỏi những cái truyền thống đạo lý đó. Cho nên họ không có còn quan trọng là anh em, gia đình, cha mẹ, bầu bạn, ông bà và các thế hệ với nhau. Như vậy đây là gia đình nào có những cái người mà rơi vào trường hợp đó là một nỗi khổ, là một điều buồn. Bởi vì họ đã bị đầu độc bởi những cái lệch lạc sai lầm. Mà tôi nói với các vị, cũng do cái thời đại công nghệ thông tin nó phát triển coi như quá mạnh mẽ, cho nên các thông tin gì đó người ta cũng có cơ hội để đọc hết á. Mà nhất là giới trẻ cứ mò mẫm lên các cái thông tin trên mạng, mà Phật Pháp thì có nghe đâu, Phật Pháp đâu có hấp dẫn, hay là những cái gì đó, những lời đạo đức, trời ơi cái này chưa cũ rồi, tất là mọi cái gì đó thuộc về đạo đức lương thiện không cần để ý. Nhưng mà cái gì mà trời ơi đất hỡi đó thì nhào vô à. Nghe một cái tin gì mà nó để trời ơi đất hỡi, hết mà như chó cắn mèo mà hết nó cũng nhào vô. Còn những cái bài nói mà các bài giảng về đạo đức, về các bài kinh nói muốn khô cổ họng, khuyên muốn rác cái lưỡi, mà dường như bỏ qua một bên. Còn cái tin gì đó giật gân à ngang, cái tin này á, là chân dài nọ đó gãy cổ hay gì đó ngang ha, đó là bắt đầu á, nhào vô à. Và chính tin nào là cấm trẻ em dưới 18 tuổi á, là bắt đầu càng bò vô hung nữa chứ à. Cho nên tôi mới nói rằng những cái này đã trở thành những cái hấp dẫn cho một bộ phận giới trẻ không nhỏ là điều đáng buồn. Những lời đạo đức kinh điển không có có thấy người ta giàu nhiều. Một cái tin trời ơi đất hỡi, cả hàng triệu lượt để giàu xem. Trong khi một cái bài pháp thoại giặc là về Phật Pháp là hàng trăm ngàn là quá rồi các vị. Là quá rồi. Cho nên tôi mới nói rằng những điều này chúng ta cần thiết phải được lặp lại để xây dựng lại một gia đình, một tổ ấm nơi mỗi cái gia đình chúng ta. Cho nên hôm nay trong cái buổi nói chuyện đầu tiên trong cái chương trình lễ đặt đá tại chùa Thiên Chánh, tôi muốn đề cập đến vài cái ý nghĩa về giá trị của ngôi chùa. Giá trị ngôi chùa từ hình thức đến cái đời sống tâm linh của mọi con người, nó cái ý nghĩa như thế nào đối với cá nhân cũng như cộng đồng xã hội Việt Nam chúng ta. Và ngôi chùa đó đã góp một phần gì cho xã hội này, thì những cái góc độ giới hạn tôi đã phân tích một cách tóm tắt cho tất cả các vị. Và tôi chỉ mong rằng là một cái ngôi chùa cất lên hãy hoạt động đúng với ý nghĩa của nó. Ý nghĩa ngày xưa là một ngôi chùa cất lên là bớt đi một khám đường. Và tôi cũng mong rằng chùa trở thành một cái nơi giáo hóa tốt nhất để bớt đi những tệ nạn xã hội, giúp cho những người lạc lối biết quay về. Và mong rằng người lãnh đạo ở mỗi ngôi chùa làm hết chức năng để sau khi chúng ta có một ngôi chùa không lãng phí sự đóng góp của muôn người để chúng ta cất một ngôi chùa lên chỉ để làm kiểng.
một ngôi chùa cất lên không mang cái giá trị như để làm kiển cho tất cả mọi người, mà chúng ta phải mang một tâm nguyện lớn. Làm gì? Đó là sự hy sinh công sức của biết bao nhiêu người để góp phần cho sự có mặt của ngôi chùa đó. Chúng ta làm như vậy thì chùa mới có ý nghĩa và mới tạo nên công đức vô lượng cho tất cả mọi người đã đóng góp vào chùa này. Tôi mong rằng chư Phật gia hộ cho ngôi chùa được sớm thành tựu viên mãn, là nơi tu học cho các Phật tử gần xa, để các vị có một chỗ nương tựa tâm linh an ổn vững chắc và được hạnh phúc dài lâu. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng, chân thành cảm ơn ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu để chú ý lắng nghe buổi nói chuyện hôm nay. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Của thật, đúng như lời của Đức Phó Pháp Chủ Hội đồng Chứng Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Lão Hòa Thượng Thường Trí Hào Quảng. Lẽ ra hôm nay là cung thỉnh Hòa Thượng chia sẻ Pháp Thoại ngày đầu tiên, nhưng mà Hòa Thượng tin tưởng đến Thượng Tòa Giảng Sư, Hòa Thượng có chỉ dạy chúng tôi là thôi ngày mùng 8 mở hàng, con cứ đến thỉnh Thượng Tòa Phước Tiến đi, thầy nghĩ là chắc đông lắm đó con. Và quả thực là như vậy, chùa chúng con vốn đã chật và hôm nay có Thượng Tòa về càng chật hơn, ghế ngồi không còn một chỗ trống nào nữa. Và một cái đề tài hết sức là ý nghĩa, và một cái lời cầu nguyện, lời cầu chúc của Thượng Tòa, thì chúng con có đầy đủ niềm tin để xây dựng cái ngôi chùa Thiên Chánh được sớm hoàn thành, trở thành một nơi cho quý Phật tử tu học. Thay mặt cho ban tổ chức, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tòa, nguyện cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thượng Tòa được pháp thể kinh an, Phật sự được viên thành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vào giờ phút này, xin cung thỉnh Thượng Tòa và mời toàn thể đại chúng khởi thân để hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúc con thành kính, con thành Phật tọa quy.